Liên quan đến việc ngày hôm nay, Đại hội lần thứ 13 của Đảng tiến hành thảo luận về công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, các đại biểu dự đại hội đã có cuộc trao đổi với phóng viên báo chí về đề án nhân sự Ban chấp hành Trung ương. Các đại biểu đã đánh giá cao đề án, ghi nhận công tác chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, công phu với quy trình thực hiện rất dân chủ, công khai và minh bạch. Theo các đại biểu, quy trình 5 bước đã góp phần đánh giá cán bộ nhiều chiều, xuyên suốt, liên tục, bằng sản phẩm, bằng công việc cụ thể và hiệu quả thực chất. Đây là căn cứ rất quan trọng để các đại biểu phát huy trí tuệ, trách nhiệm, tiếp tục thực hiện quy trình nhân sự tại đại hội. Quy trình 5 bước thì thấy rằng là như vậy làm rất kỹ lưỡng, dân chủ khách quan. Và từ đó thì chúng ta mới lựa chọn được những đồng chí vào Ban chấp hành Trung ương có đầy đủ đảm bảo các tiêu chuẩn điều kiện và thực sự là đầy đủ phẩm chất năng lực uy tín. Chúng tôi tin tưởng rằng các đồng chí mà vào Ban chấp hành đợt này sẽ thực sự là có năng lực, đủ đức, đủ tài và xứng đáng tiêu biểu cho cán bộ đảng viên của cả nước để thực hiện thắng lợi nghị quyết của đại hội. Chúng tôi phát huy cao nhất cái trí tuệ của mình để chọn ra cho đất nước những người thực sự là điển hình, là tiêu biểu, là có tâm, có tài ở những ở các lĩnh vực và chọn nhân sự phù hợp với cái định hướng, với cái báo cáo coi như là chính trị cũng như là cái chương trình hành động để mà phát triển đất nước ở trong cái thời kỳ mới, để mà đáp ứng được yêu cầu để phục vụ cho cái công cuộc đổi mới, phát triển đất nước về văn hóa, về kinh tế, về chính trị, về xã hội, để thực hiện cái khát vọng vươn lên của Việt Nam. Không chỉ bảo đảm chất lượng, các đại biểu cũng đánh giá cao tính cơ cấu của đề án nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Chúng tôi thấy rằng cái cơ cấu nhân sự đợt này trong danh sách đề cử đó thì rất là hợp lý. Cơ cấu thì có cũ, có mới, có kế thừa, có đổi mới và có địa phương, có trung ương, có các cái trường hợp chuyên môn với những đồng chí là công tác tại các bộ ngành tùy thuộc vào cái năng lực thì chúng tôi thấy rất là hợp lý. Trao đổi với phóng viên báo chí, các đại biểu cũng cho biết danh sách dự kiến vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 là những người có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đặc biệt là có nhiều kinh nghiệm công tác và trong thực tiễn công việc đã đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực, xứng đáng với vị trí chức danh được Trung ương Đảng khóa 12 giới thiệu kỳ này.